để làm đầy cái này cho mình. Thôi được rồi, giờ ở đây có gói nào rẻ nhất thì làm cho mẹ em đi. Chào chị ạ. Chào hai chị ạ. Thì ở đây có cái gì, dịch vụ gì thì chị tư vấn cho mẹ em đi. Dạ, vậy bây giờ con xin phép tư vấn dịch vụ cho cô nha. Dạ, hiện tại bây giờ em thấy tình trạng khuôn mặt của cô, cái phần mắt của mình da trùng nó hơi nhiều, thì làm cho cái mí của mình nó không có đều, với lại nó sụp xuống á, nhìn vô thì nó sẽ hơi lớn tuổi hơn. Còn cái phần hai bên má của mình bị chảy xệ thì mình kết hợp nâng cơ lên, và cái phần rãnh cười của mình nó rất là sâu. Hiện nay mình kết hợp tiêm HA hoặc là cái chỉ collagen để làm đầy cái này cho mình. Thôi được rồi, giờ ở đây có gói nào rẻ nhất thì làm cho mẹ em đi. Đúng rồi con, vợ cô già không cần làm nhiều, nó lấy nào rẻ nhất á. Dạ, vậy bây giờ con xin phép cô làm hồ sơ cho cô để lên phẫu thuật luôn nha. Trời ơi, nhìn ăn mặc đẹp gái như vậy á, mẹ đi làm đẹp á, tiết tiền đồng tự cắt. Đúng rồi, thời buổi bây giờ có người á hả, làm ăn có tiền quá trời cũng đâu lo cho cha mẹ đâu. Thôi, chị thấy bạn đó đã có quan tâm tới mẹ, nhắc mẹ tới đây làm đẹp là đã có đúng rồi. Còn mặt cảm bên trong như thế nào thì sao tùy vào cái chính của mình. Dạ, em chào chị. À, chị cho em thanh toán thêm nha, vì hồi nãy em đã được bạn nhân viên tư vấn rồi, nhưng mà bây giờ chị xem mẹ em, khuôn mặt của mẹ em, tất cả cái gói nào mà VIP nhất và tốt nhất thì chị cứ làm cho mẹ em, chút xíu nữa em sẽ chuyển tiền. Nhưng mà chị dặn các bạn nhân viên là đừng cho mẹ em thấy bill nha, mẹ em tiếc tiền lắm, em sợ mẹ em thấy cái bill rồi lại không chịu làm nữa. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Chị thấy em xinh đẹp, giỏi giang mà còn hiếu thảo nữa, người như vậy trong xã hội này rất là ít. Em biết quan tâm mẹ và biết đưa mẹ đến đây làm đẹp đã là trân quý lắm rồi. Tại vì sẽ cố gắng làm hết sức những gì tốt nhất, đẹp nhất cho mẹ của em. Dạ. Thì tại vì là mẹ em á, thì em chỉ có một mình mẹ thôi, mà mẹ em từ hồi xưa đã vất vả vì con cháu nhiều lắm rồi. Bây giờ em chỉ muốn á, mẹ em được vui vẻ, được thoải mái nhất có thể thôi. Nên là làm gì cho mẹ được thì em sẽ làm hết sức có thể. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị.